Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ bước sang phần thứ 2 nhé. Về tác phẩm hai nhỏ, về văn bản những ngôi sao xa xôi, tác phẩm những ngôi sao xa xôi. Ồ, chữ lại màu à. Rồi, đây để chị chỉnh lại. Cứ lúc lúc là nó kiểu như là bị quên bài ấy các em ạ. Kiểu như là quên mất cái công việc của mình cần phải làm là gì ấy. Thế nên là nó lại làm cho cái phần giấy của chúng mình bị mờ đúng không? Rồi đây, các em cứ yên tâm. Cái máy này là nó cứ muốn vừa làm vừa nghỉ đấy. Cứ muốn vừa làm vừa nghỉ đấy. Thế nên là nhiều lúc là nó không được theo ý mình cho lắm. Các bạn đã xem lại được chưa? Đã ổn hơn chưa nào? Các em vào xem đã ổn hơn chưa? Chị thấy ổn rồi đấy, đúng không? Rõ hết rồi đúng không? được chưa nào? Rồi, may quá. Nếu như mà rõ nét rồi thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, tìm hiểu về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi nhé. Tìm hiểu về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi thì trước tiên các bạn phải nắm bắt được về hoàn cảnh sáng tác cho chị. Rồi, ở đây hoàn cảnh sáng tác trước tiên là chúng ta nhớ về mốc thời gian. Đây là một tác phẩm được viết vào năm 1971. Và với mốc thời gian này chúng ta được biết đây là cái năm tháng ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra vô cùng ác liệt. Rồi, và các em ơi, với hoàn cảnh ra đời như thế này. Ồ, lại bị mờ rồi ạ. Ồ, hôm nay máy này hơi bị hư đấy nhá. Không nghe lời gì cả. Rồi, được rồi, đây. Chị sẽ, các em đợi chị một chút. Rồi các bạn ơi, chị có đổi về đường truyền rồi đấy, chị có đổi mạng rồi đấy. Mà sao vẫn chưa ổn nhỉ? Đây, chị vẫn đang ngồi đợi cùng với các bạn, chị tạm thời chưa ghi chép gì cả nhá, đợi các em ổn định sau đó chị mới ghi chép tiếp. Ồ, nào nhanh chóng. Ngày hôm nay, may mà em ghi theo lời chị nói. Rồi, ở đây ý, trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể ghi giúp cho chị này, chị đọc lại nhá. Về hoàn cảnh sáng tác, trước tiên, gạch đầu dòng đầu tiên là năm 1971. Đó, và cái thời điểm đó cũng chính là lúc mà cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra vô cùng ác liệt. Rồi, đấy, thì chị mới ghi được hai ý đó về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm thôi. Rồi, rõ hơn rồi đúng không? Ổn hơn rồi đúng không các bạn? Rồi, thế thì đây là ý đầu tiên về hoàn cảnh sáng tác nhá. Thế thì nhắc đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chúng ta nhớ có những tác phẩm nào được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và cũng viết về những người lính chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn hả các em? Chắc chắn rồi, bài thơ về tiểu đội xe không kính đúng không? Các bạn đã học đến văn bản này ở trên lớp chưa? Các em ơi, chúng mình đã học đến bài thơ về tiểu đội xe không kính ở trên lớp chưa? Phản hồi cho chị biết nào.
Chúng ta đã được học đến những vần thơ không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật bom rung kính vỡ đi rồi, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa, như ùa vào buồng lái. À, em học rồi, em học xong rồi luôn. Em cũng học xong rồi này, Diệp cũng xong rồi này. Đúng không nào, em làm 7, 7, 4, 9 đề về bài này luôn rồi. Học nhanh ghê đây đúng không? Ồ, chỗ em giảm tải bài đấy á. Bất ngờ quá trời luôn. Có phải là do năm ngoái tỉnh em thi vào bài đấy không? Chứ chị thấy bài này vô cùng quan trọng luôn ấy. Chỗ em đang học bài bếp lửa rồi. Thế là cũng học qua cả đoàn thuyền đánh cá rồi đúng không? Ôi, tụi em đã học làng lặng lẽ Sapa và chiếc lược ngạt trước rồi. À, đấy là chương trình của chúng mình là đảo phần văn xuôi lên trước đúng không? Ừ, rồi. Cũng không sao, đúng không nào? Bởi vì là chúng ta cứ học theo cái chương trình mà thầy cô hướng dẫn. Đó, kết hợp cùng với những kiến thức ta được học trong khóa học này. Thế thì chị muốn nhắc lại một chút về bài thơ về tiểu đội xe không kính. Một tác phẩm cũng được ra đời trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Tại ta biết được rằng là gì? Nếu như được phép khắc tạc nên những cái hình ảnh tạo nên con đường Trường Sơn huyền thoại năm ấy, thì chắc chắn bên cạnh hình ảnh những người lính lái xe Trường Sơn gan dạ, hiên ngang, trẻ trung, kiên cường và dũng cảm, thì bên cạnh đó còn là hình ảnh của những nữ thanh niên xung phong. Họ giống như là những lá chắn thép, họ cũng giống như là những cái hoa tiêu chỉ đường, giúp cho những con đường hành quân, giúp cho những con đường ra trận luôn luôn được thông suốt. Đó chính là những cái đóa hoa thơm bung nở và tỏa ngát hương thơm giữa rừng Trường Sơn ác liệt những năm lúc bấy giờ. Thì đây, bên cạnh tiểu đội, bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật là về hình ảnh những anh lính lái xe, thì chúng ta có những ngôi sao xa xôi là về hình ảnh của những nữ thanh niên xung phong các bạn nhá. Rồi, được không? Rồi, thế thì đó là về hoàn cảnh sáng tác, nói mở rộng một chút xíu để các bạn có sự liên hệ với những nội dung chúng ta đã học rồi. Tiếp tục này, về chủ đề của tác phẩm này. Chủ đề. Đúng như chị vừa mới nói luôn, đúng không nào? Thì tác phẩm này được ra đời với một chủ đề là mong muốn, tác giả mong muốn ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong. Ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong. Làm việc trên tuyến đường Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Rồi, thế thì các bạn đã đọc tác phẩm rồi, trả lời cho chị biết là tác phẩm này được kể theo ngôi thứ mấy? Ngôi kể nào? Tác phẩm này được kể theo ngôi thứ mấy? Xác định cho chị. Các em ơi, xác định cho chị. Tác phẩm này được kể theo ngôi thứ mấy nhở? Những ngôi xa xa xôi được kể theo ngôi thứ nhất hay là ngôi thứ ba đây? À đúng rồi, chính xác. Đây là một tác phẩm được kể theo ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất. Đó, nhân vật xưng tôi ý, thì tôi ấy chính là nhân vật nào ạ các em? Đúng rồi, chính xác là ngôi thứ nhất đấy. Và nhân vật xưng tôi ở đây chính là nhân vật Phương Định. Là tác giả đã nhập vai vào nhân vật Phương Định để kể lại, đúng không nào? Và thứ hai nữa là cách mà tác giả miêu tả, cách mà tác giả kể lại câu chuyện này đem đến một cái cảm giác, đem đến một cái vẻ đẹp rất riêng cho những ngôi sao xa xôi. Đẹp giống như những trang nhật ký của tuổi đôi mươi ấy, đúng không? Đẹp như cái trang nhật ký của Phương Định viết về những cái năm tháng trẻ trung, sôi nổi nhưng cũng vô cùng hào hùng, oanh liệt trong cuộc đời của một người con gái. Đúng không các bạn? Nhớ giống như là những trang nhật ký vậy. Đấy, bởi vì tác giả chọn kể theo ngôi thứ nhất, thế nên là mọi sự vật được, mọi cái công việc, mọi cái sự vật được tường thuật lại, được kể lại đều mang tính xác thực rất là cao. Đúng không nào? Là cái trải nghiệm của tôi mà, là trải nghiệm cá nhân của Phương Định kể lại khi mà cùng với hai người đồng đội của mình thiết lập trở thành một cái tiểu đội
Đúng không nào? Nhá, trở thành ba cô gái thanh niên xung phong làm việc trên tuyến đường Trường Sơn. Đó. Rồi, tổ trinh sát mặt đường đấy. Ừ, đấy là về ngôi kể. Tiếp tục các bạn xác định cho chị, phân tích cùng với chị thêm một yếu tố nữa, đó chính là về ý nghĩa nhan đề. Đây là một nhan đề chị rất là ấn tượng. Những ngôi sao xa xôi. Những ngôi sao xa xôi. Bởi vì trong nhan đề có nhắc đến hình ảnh của những ngôi sao. Nhắc đến hình ảnh của những ngôi sao là chúng ta liên tưởng đến một bầu trời đêm lấp lánh, đúng không nào? Trước tiên, nhan đề này là một nhan đề với ý nghĩa tả thực là gì ạ? Ý nghĩa tả thực là muốn nói đến những ngôi sao trên bầu trời đêm sâu thẳm. Những ngôi sao trên bầu trời đêm sâu thẳm. Đúng không nào? Nhớ. Và đó là một hình ảnh tả thực. Đó là một hình ảnh tả thực. Và đó là cái hình ảnh mà những cô gái thanh niên xung phong thường ngắm nhìn hàng đêm. Họ gửi vào đó những mộng mơ, những khát khao của thời thiếu nữ. Mà những cô gái thanh niên xung phong thường ngắm nhìn hàng đêm. Đó là những ngôi sao mang theo ước vọng, mang theo hy vọng của những cô gái, mang theo những hy vọng này, mang theo những mộng mơ tươi sáng, mộng mơ khát khao trong sáng. Của những cô gái. Rồi, được chưa? Trước tiên thì chúng ta đi từ ý nghĩa tả thực trước nhá. Những ngôi sao xa xôi là ta hình dung trước mắt chúng ta đang là một bầu trời đêm sâu thẳm. Và lấp lánh trên bầu trời đêm ấy chính là những ngôi sao. Những ngôi sao đó là thực chất là cái hình ảnh mà những cô gái thanh niên xung phong hàng đêm họ vẫn thấy trên bầu trời Trường Sơn, đúng không? Và những ngôi sao ấy cũng chính là nơi mà những cô gái gửi gắm bao hy vọng, bao mộng mơ, bao khát khao trong sáng của tuổi đôi mươi. Đấy là ý nghĩa tả thực. Nhưng bên cạnh đó, theo các bạn, thì những ngôi sao xa xôi ở đây còn là biểu tượng cho những ai? Ý nghĩa biểu tượng nào? Nhan đề này còn muốn nhắc đến, còn muốn thể hiện một ý nghĩa biểu tượng cho những ai đây? Theo các em, thì trong tác phẩm này, những ai sẽ chính là những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm ạ? Nào! Các bạn ơi, ở đây ai sẽ là những cái ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm nhỉ? Theo các bạn. Ừ, theo các em. À, em siêu thích bài này. Chị thấy bài nào các bạn cũng thích mà. Phương Định, Nho và Thao. Đúng rồi, chính xác là cả ba cô gái, hay thậm chí đó còn là những người đồng đội của các cô nữa, là những anh bộ đội này, đúng không nào? Đó là những người lính mà xuất hiện trong cái câu chuyện của Phương Định. Tất cả họ đều xứng đáng trở thành những cái ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời đêm của dân tộc. Đúng không? Thế chúng mình sẽ biết như thế này, là hình ảnh những ngôi sao xa xôi xuất hiện ở trong nhan đề của tác phẩm, đó chính là một vẻ đẹp lãng mạn. Một tác phẩm ra đời giữa khói lửa của chiến tranh, một tác phẩm nhuốm màu hiện thực, nhưng cái nhan đề này thì lại đem lại một vẻ đẹp lãng mạn, đó chính là biểu tượng cho sự bình yên, như vừa rồi có bạn nào có nói đấy. Đúng không nào? Biểu tượng cho sự bình yên này. Biểu tượng cho cuộc sống hòa bình này. Đúng chưa? Nhá, mà mỗi người đều hướng đến.
Và gắn vào trong tác phẩm thì chúng ta sẽ được biết những ngôi sao xa xôi ấy chính là hình ảnh, chính là Phương Định, là Nho, là Thao, là ba cô gái trong tổ trinh sát mặt đường. Họ chính là những ngôi sao sáng nhất, đúng không? Sáng bởi tinh thần. Rồi, sáng bởi lòng dũng cảm. Ở mặt trận Trường Sơn. Được không? Nhá, sáng bởi tinh thần, sáng bởi lòng dũng cảm ở mặt trận Trường Sơn khói lửa. Thế những ngôi sao xa xôi là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chúng ta chỉ cần liên tưởng một cách liên tưởng đơn giản như thế này thôi, là chúng ta liên tưởng ấy, cuộc kháng chiến chống Mỹ giống như là một bầu trời đêm thăm thẳm, giống như là một bầu trời đêm với quá nhiều những cái mất mát hy sinh, đúng không? Thì hình ảnh của các cô, hình ảnh của các chị xuất hiện ở đây giống như là những cái ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm ấy vậy. Giống như là những cái ngôi sao sáng thể hiện cho khát vọng vươn lên, thể hiện cho khát khao hòa bình, thể hiện cho sự bình yên đang chờ đợi dân tộc ta ở phía trước. Đó, được không nào? Rồi, thế nên rằng là ở đây, với tất cả những ý nghĩa đó, thì nhan đề của tác phẩm này đã giúp cho người đọc cảm nhận được. Đây, tóm lại nhá, với tất cả những ý nghĩa trên, thì nhan đề Những ngôi sao xa xôi đã thể hiện nhan đề đã thể hiện, đã giúp bạn đọc cảm nhận được tinh thần cũng như khát khao, cảm nhận được tinh thần cũng như khát khao của con người trong chiến tranh. Đó, được không nào? Của con người trong chiến tranh, một nhan đề vừa thơ mộng lại vừa giàu ý nghĩa, góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. Vừa thơ mộng này, vừa giàu ý nghĩa này, và nó góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. Còn chủ đề của tác phẩm là gì? Bên trên chúng ta, à đây, bên trên chúng ta đã nói là ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, được không nào các bạn? Nhá, đấy là về ý nghĩa nhan đề. Tiếp tục trong phần tìm hiểu chung này, các bạn ghi nhớ thêm cho chị một ý nữa này. Đây là cái cốt lõi để chúng ta tìm hiểu về tác phẩm này, thấy được cái hay nhất, cái đặc sắc nhất trong văn bản mà ta được học, chính là tình huống chuyện. Nào các bạn ơi, bước sang trang tiếp theo cùng với chị nhá. Rồi, đó, các bạn cứ tích cực chúng mình trao đổi cùng với nhau, đưa ra cái ý kiến của mình đối với những tác phẩm mới mẻ như thế này. Thì đây chính là cơ hội để các bạn vừa suy nghĩ và vừa hiểu sâu đấy. Nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nếu như mà các em đã từng suy nghĩ về nó, trăn trở về nó trước khi chúng ta tiếp nhận kiến thức. Sẽ khác với cả việc chúng ta tiếp nhận kiến thức một cách thụ động, đúng không? À khoan chị ơi, ở đây, 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 đây. Đây, chị mở lại rồi đây. Được chưa nào? Nhá, tóm lại này, nhan đề Những ngôi sao xa xôi đã giúp bạn đọc cảm nhận được tinh thần cũng như khát khao của con người trong chiến tranh. Đó là một nhan đề vừa thơ mộng, vừa giàu ý nghĩa, góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. Đó, rồi. Đấy là về ý nghĩa nhan đề nhá. Và bây giờ chúng ta còn một ý nữa về tình huống chuyện của tác phẩm này. Các bạn ơi, tình huống văn bản mà chúng mình được học ý là một đoạn trích, được không nào? Cái văn bản mà chúng mình được học thì không phải là toàn bộ câu chuyện Những ngôi sao xa xôi đâu, mà ở đây ý, thì đã có bị lược bớt một số đoạn rồi, còn lại một số đoạn trọng tâm như thế này. Thế nhưng mà tình huống thì vẫn được giữ nguyên. Thế các bạn trả lời cho chị biết là chuyện này có tình huống là gì?
Các em ơi, chuyện này có tình huống là gì? Nào, về tình huống. Trước tiên ý, khi mà được hỏi về tình huống chuyện thì các bạn phải trả lời cho chị tình huống này là gì, được không? Và thứ hai là ý nghĩa như thế nào. Đấy, hai điều cơ bản của tình huống. Thế ở đây các bạn xác định cho chị nào. Theo các em thì tình huống ở trong tác phẩm này là tình huống gì đây? Được không nào các bạn ơi? Tình huống ở trong tác phẩm này là gì đây nhở? Theo các bạn, chị muốn lắng nghe trước. Theo các em, chúng mình đã đọc rồi, đúng không? Đã chất lọc rất nhiều những dẫn chứng rồi. Thế thì tình huống ở trong tác phẩm này là gì đây nhở? Được không? Ba cô gái thanh niên xung phong trực tiếp phá bom. Kể về một lần làm nhiệm vụ của ba cô gái. Tiếp tục nào, đó là ý kiến của hai bạn. Những bạn còn lại thì sao nhở? Theo chúng mình. À, bây giờ ấy, để xác định được thì chúng mình cần phải nhớ tình huống chuyện là gì ạ? À, là cái sự việc tạo nên. Đó, là một cái sự việc có cái tính chất, có cái ý nghĩa trong việc đánh dấu, giống như là một dấu mốc ở trong câu chuyện. Và sau cái sự việc đó thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn tính cách của nhân vật này. Đó là cái hoàn cảnh để các nhân vật bộc lộ tính cách, phẩm chất của mình, đúng không? Ba cô gái phá bom, ba cô gái xung phong trực tiếp phá bom, rồi Nho bị thương. Em nghĩ là kể về một lần được giao nhiệm vụ gỡ bom. Tất cả các bạn trả lời ở đây đều có ý đúng, bởi vì các em đã trọng tâm vào đúng cái tình huống được diễn ra. Cái tình huống đặt ra ở đây chính là ba cô gái thanh niên xung phong trực tiếp tham gia phá bom, đúng không nào? Trực tiếp phá bom và ở đó thì Nho bị thương. Đó, ba cô gái trực tiếp phá bom. Và trong một lần phá bom này thì em út Nho bị thương và đã được các chị chăm sóc, được các đồng đội chăm sóc tận tình. Đó, thế thì tình huống này có ý nghĩa là gì? Thứ nhất, tình huống, một cái tình huống gắn liền với nhiệm vụ của ba cô gái đã góp phần bộc lộ rõ nét phẩm chất của ba cô gái, đúng không? Một tình huống đã góp phần bộc lộ rõ nét phẩm chất của ba cô gái. Được chưa nào? Bộc lộ rõ nét phẩm chất của ba cô gái. Đó là những phẩm chất gì ta sẽ thấy. Để mà phá bom được, chắc chắn khi mà quyết định tham gia công việc này, họ phải có sự dũng cảm này, can trường này, đúng không? Lạc quan này. Khi mà đối diện với khó khăn, với thử thách, thậm chí là cái chết. Đấy là ý nghĩa đầu tiên. Và bên cạnh đó thì một tình huống rất chân thực như thế này đã làm nổi bật được chủ đề của tác phẩm. Đúng không nào? Làm nổi bật chủ đề của tác phẩm là chủ đề muốn ca ngợi, đặt các cái nhân vật ở trong tình thế thử thách như vậy để từ đó ca ngợi vẻ đẹp của họ, đặt nhân vật trong tình thế thử thách. Để từ đó ca ngợi vẻ đẹp của họ. Rồi. Rồi các bạn ơi, và đó là những cái ý mà chúng mình tìm hiểu chung về tác phẩm này nhá. Ở trong tác phẩm này thì chúng ta sẽ không chia bố cục, tức nghĩa là sẽ không có mấy phần rồi phần 1 từ đâu đến đâu, phần 2 từ đâu đến đâu đâu, mà chúng ta sẽ phân tích theo nhân vật nhá. Chúng ta sẽ phân tích theo nhân vật giống với cả tác phẩm nào các bạn. Với ba tác phẩm văn xuôi chúng mình đã được học thì những ngôi sao xa xôi, cách phân tích ý, cách chọn lọc dẫn chứng sẽ giống với tác phẩm nào chúng mình đã học rồi nhở? Giống với Làng hay là Lặng lẽ Sapa hay là Chiếc lược ngà đây các em ơi? Đây là tác phẩm mà chúng mình sẽ không chia bố cục nhá, mà chúng mình phân tích theo nhân vật. Thì sẽ giống với cả tác phẩm nào chúng mình được học nhở? À đúng rồi, chính xác, chính xác. Ồ,
Đâu, không, không giống với làng và chiếc lược ngà đâu nhá. Làng và chiếc lược ngà là chúng mình phân tích theo bố cục được đấy. Làng là chúng mình phân tích hoàn toàn theo bố cục rồi, đúng không? Chiếc lược ngà thì chúng ta cũng phân tích theo nhân vật, nhưng nhân vật cũng chia được theo bố cục nữa. Còn ở đây, cách phân tích tác phẩm Những ngôi sao xa xôi rất giống với cả cách phân tích Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Bởi vì chúng ta cũng cần phải chọn lọc những dẫn chứng. Nếu như trong Lặng lẽ Sapa ấy, chúng ta cần phải chọn những cái dẫn chứng để làm sao tương ứng với những cái ý khắc họa về phẩm chất của nhân vật anh thanh niên, về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta cũng cần phải chọn lọc những dẫn chứng. Nó xuất hiện rải rác, lác đác, xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ văn bản luôn, để chúng ta chứng minh cho những cái nội dung mà ta đang cần phải phân tích, đúng không nào? Ví dụ như ta đang cần phải chứng minh về Phương Định, đang cần phải phân tích về Phương Định, thì chúng ta chắt lọc những cái dẫn chứng về Phương Định. Và những dẫn chứng ấy thì đây, đây chúng mình có thể xem những dẫn chứng về Phương Định là màu vàng nhá. Ở đâu cũng thấy luôn, cứ thỉnh thoảng lại thấy một chút ít luôn. Đó, đúng chưa nào? Đấy, thế nên là chúng ta không thể chia theo bố cục được. Thế nhưng mà có một đặc điểm như thế này, khi mà đi thi ấy, đề bài có thể chọn ra cho chúng mình một đoạn như thế này thôi. Đây này, ở đây nhá, cái số 1, 2, 3, 4 thì đánh dấu không phải là đánh dấu bố cục đâu, mà là đánh dấu những cái đoạn trọng tâm. Thì phần này khi mà bước vào giai đoạn ôn thi ấy, thì chị sẽ ôn lại cho chúng mình. Còn ở đây ta đang tìm hiểu về kiến thức nền, thế nên các bạn cứ tập trung là phân tích giống như chị hướng dẫn cho các em là được nhá. Thế thì ở đây chị muốn nói là gì? Những dẫn chứng về Phương Định xuất hiện rất là rải rác ở trong tác phẩm. Đó, không có một cái đoạn cố định đâu, nên ta không thể phân tích theo bố cục được, mà ta phải phân tích theo nhân vật, lựa chọn những cái dẫn chứng này để sắp đặt nó vào trong những cái luận điểm phù hợp. Được chưa? Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào.